Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên. Nhớ phải bật chuông nhá. Chị, đây là một cái phiên bản to, phiên bản lớn của cái nhẫn song long. Hàng kín anh chị nhá. Chúng ta có một viên sapphire xanh ở đây. Cắt giác thì rất đẹp. Đây, lên sao luôn. Chúng ta sẽ có hai con rồng đây anh chị nhìn này. Đây là con rồng nhỏ và con rồng lớn. Thôi tôi tạm thời bỏ những kim cương này ra nhá. Đây là những kim cương. Kim cương này hình như là làm cho anh gì làm quán ăn ở trên chỗ Thánh Gióng nhỉ. Rồi cắt đi. Ok, đây là cái sắc sapphire của chúng ta, sản lượng tự nhiên. Cái này thì sapphire lục tự nhiên 4,2 mm. Sản phẩm này là cho anh Tuấn Anh nhá. Ông anh Tuấn Anh này thì đến với tôi qua mạng, nhưng mà cuối cùng lại là họ hàng. Lại hỏi con nhà bác thôi, thế mà anh em không biết nhau. Hai mấy năm là chưa gặp nhau bao giờ. Thật là tình cờ. Đưa mượn cái đấy nè. Chi tiết hai con rồng thì rất là lớn, anh đã đặt cái nhẫn khá là to anh chị ạ. Rất là đẹp. 15 ly. Bề ngang này là 15 mm. Như tôi đeo đây, sẽ vào tay như thế này. Quên đeo con rồng để đi vào trong chứ. Long ẩn, đã sẽ đeo tay như này. Zoom lên nhá, vì cái nhẫn này khá là lớn nên là chúng ta zoom lên thì nó nét, nó đẹp lắm. Đó, thấy chưa, to đùng này. Viên đá tuyệt vời luôn. Em báo cho anh Tuấn Anh chưa? Bảo gì? Rồi. Bảo sao? Vài hôm anh qua. Ok. Đó con rồng. Tôi rất thích những cái sản phẩm to như này vì chúng ta sẽ có một cái cơ hội để quay lên chi tiết nó rất là lớn. Anh chị có muốn xem cái viên đá này ở trên kính hiển vi không? Tôi sẽ quay thử viên này cho anh chị xem nhé. Chút tôi bật máy tính. Hoặc là để hôm sau đi. Bây giờ hôm nay là giờ tôi đang quay cái video này lúc 7 giờ tối rồi, chuẩn bị đi uống bia rồi. Để hẹn chị hôm sau. Cái này thì anh Tuấn Anh để xem trên web xong là anh ra tính toán nhá. Ok. Kỷ niệm tình anh em gặp nhau, tặng anh viên đá luôn, không tính tiền nữa. Thật là một cái gì đó mà rất là may mắn anh em mình biết nhau trên này. Ok, vì sapphire thiên nhiên. Rồi, video chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây. Hẹn anh chị trong video tiếp theo nhá. Tôi là Tây Phạm ở kênh Vào Tây Phạm. Xin chào anh chị. Một cái nhẫn khá là tuyệt vời. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên. Nhớ phải bật chuông nhá.